Sáng 20 tháng 10, công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại cửa hàng thời trang trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh lúc 15 giờ ngày 17 tháng 10. Nạn nhân được xác định là chị NTP, sinh năm 1996, quê xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nhân viên tại cửa hàng đang tạm trú tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. P bị một nam thanh niên dùng dao đâm tử vong, sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1986 ở phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một con dao bầu dính máu. Sau khi gây án, Hiệp điều khiển xe ô tô taxi hãng Mai Linh màu xanh mang biển kiểm soát 99E 00259 bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 16 giờ 30 ngày 17 tháng 10, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh tìm thấy chiếc xe có đặc điểm như trên đang đỗ trên cầu Thanh Trì thành phố Hà Nội. Thu giữ trên xe một điện thoại di động, một ví da có giấy tờ tùy thân của hiệp. Nhiều nhân chứng cho biết, khoảng 15 giờ 40 của ngày, một nam thanh niên điều khiển xe ô tô trên đến và đỗ trên cầu Thanh Trì, sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông Hồng. Sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, sáng 19 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh và huyện Gia Lâm đã tìm thấy thi thể của Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1986 ở phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nghi phạm giết người rồi nhảy cầu Thanh Trì từ tử vào chiều ngày 17 tháng 10. Thi thể của nghi phạm được lực lượng chức năng và người dân phát hiện nổi trên đoạn sông thuộc địa phận xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, cách nơi nhảy khoảng 10 km.